À, nãy là nghỉ rồi hả? Dạ Bây giờ hơi làm hả? Trời, nếu vậy nó nghỉ rồi ngồi dậy. làm cái điện cho bác rồi vậy bác uống hút thuốc nè. Vậy tính ra nhà bé Hạ sát đây luôn á, qua cái đuổi nó về cho bỏ tật đi đúng giờ. Bé nó dễ thương lắm, vui tính lắm, nói chuyện dễ thương rồi. Để chắc của em 2 năm mấy rồi đó. À, mẹ hay chị đều cũng dễ thương, vui tính, nhưng mà trong số chắc là nó là người tưởng tưởng chút nhất. Vậy mà thi đậu 2 trường đại học á, ghê chưa? Hôm nay nó khoe, không nghe nó khoe à. Nó kêu em đậu 2 trường đại học á. Chúc mừng em đi. Nặng ngùng đi. Đâu ra. Chúc mừng cũng phải thu phí như thường chứ. À, gì vậy hả? Cái ngón tay trỏ chị sao trơn dữ rồi kìa. Bắt đầu gấp. Gắt là nó trơn vậy đó. Rồi quay tạm này nha, chị thấy bao tay đó. Giỡn mà nó mắc. Vậy nó mới sốc. Thấy không? Nhấp tới nhấp lùi chìa bé em. Ghét một cái là nó sẽ nó cứ vô cái đường trọt hoài. Dạ thì chị tuổi con rắn hả chị bé? Ra đi. Vậy mà nó còn không ra sạch nữa. Tức á. Không lì hả? Ừ. Con lì giả mang. Rồi đó. Tội nghiệp. Sáng lên bác ơi, chúc mừng cho bác viên kẹo bác ơi. Lụm nó đem đi như là lụm của vậy đó.
Con này là cái con đầu đen hả? Nó nằm giống như là cái miếng mài luôn á chị ha. Ủa xe của ai vậy? Ủa còn ở trong đó hả? Nhưng mà ra ngoài rồi hả? Xe đổ tới luôn bà đi. Thấy chưa? Em á, nặng mụn á, là em nặng vùng nào là anh cho sạch vùng đó luôn, chị biết không? Nhưng mà chị mới vô á, kiểu như á, mình nặng chưa, kỹ thuật chưa có tới á, nó còn đau nhiều á. Cái mình cứ nặng, nghĩ sao nặng sạch, chứ không mụn mà được rồi. Chứ tập trung giống như em vậy, sợ, dường như bác chịu đau giỏi không nói, hiểu không? Đỏ như người khác, mấy đứa nít á. Tội lắm. Nó chạy luôn đi. Chị hai người chạy. Đau đi xong rồi. Nặng đau quá thì sao? Đâu mà hôm bữa chị nặng cho thằng cu Hoàng á. Nó nói buồn ngủ mà. Nó nói chị nặng buồn ngủ à. Hoặc đúng người nó khác. Dễ hả? Hai người đó chạy luôn. Có một người đó hả? Đã. Để chị tới nó dụng nó ra ngoài. Không biết nãy còn không hay nhiều khi đi trị hết rồi không chừng. Dụ nó qua đây chứ. Dạ, dụ nó qua. Ủa rồi, mời nó qua đi rồi em chỉ chị làm. Tại vì rõ ràng là chị thấy cái kỹ thuật của em nó nhẹ nhàng đúng không? Không gây chảy máu đúng không? Dụ nó qua thôi. Nó cũng thanh niên, cũng mới lớn á, nó mụn á. Nó tự nhiên cái con nó vô tầm này nó nặng. Tức quá. Ây. Lâu lâu nó cũng chai đi. Lâu lâu mấy con dễ cũng phải có con lì chứ. Đâu phải con nào nó cũng dễ cho mình ấy được. Con của bạn nói chị nặng buồn ngủ. Đâu đau đâu, thấy không? Sao nó không ra vậy bà? Vô cái khớp nào mà nó không ra vậy? Ra rồi đó. Mừng không? Vô rồi. Chị nói anh đợi em xíu, anh chị kêu trọng em mở cửa. Em xin lỗi. Anh ơi. Anh Thanh kêu kìa. Đứng mà nhìn nữa. Chị xử mấy con bả đậu dưới đây nha. Mình cũng y như con mụn gà hôm bữa em chỉ chị á. Từ từ, cho chị xong con đó coi. Chứ không có đâm sâu đúng không? Ừ.
đi mụn vào đúng không? Ừ. Rồi xong bé yêu ơi. Xong chưa bên em? Dạ, bự hơn cái này nó cũng y chang luôn.